đáp án thứ nhất. Đáp án thứ nhất. Kim làm gì vậy? Đem chiếc bánh lại đây. Kim đem chiếc bánh lại đây. Anh bánh lại đây. Con đem chiếc bánh lại đây. Kim bánh 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 bánh. Đó, đem lại đây. Đó, giỏi. Nè. Ủa kia nè. Bánh này. Chơi bộ lực quá Kim ơi. Con đem chiếc bánh lại đây. Đem chiếc bánh lại đây. Đem chiếc bánh. Bánh. Đem chiếc bánh lại đây. Kem. Kem ơi, đem bánh lại đây. À, giỏi. Đây đây, bánh nè. Chú. Kem chơi bạo lực quá, Kem ơi. Kem ơi. Đem bánh lại đây con. Đem bánh lại đây. À, giỏi. Đưa đưa chiếc bánh đây. Đưa chiếc bánh qua. Đưa chiếc bánh cho ba. Đây, đem chiếc bánh này. Bánh đây. Đem chiếc bánh lại đây. À, giỏi. Đây. Tiếp nha. Chú. Sao vậy hả? Đá bánh là vậy hả? Đá bánh đối với Kim là vậy đó. Đứng tướng ghét không? Rồi, nằm luôn. Rồi, đem bánh lại đây con. Đem bánh lại đây. Ừ, đem bánh lại đây. Đem bánh lại đây. À, giỏi. Rồi, đi nè. Chú. Chiếc bánh này cắn mấy năm nay rồi đó. Cắn tan nát chỉ có chiếc bánh này. Đem bánh lại đây con, đem bánh lại đây. Đây, đem lại đây, đem bánh lại đây. À. Đây, đem bánh lại đây. Đem bánh lại đây. Đem bánh lại đưa ba. Đây, đây. Thời dịch chiếc bánh của nó đó. Rồi nằm dài luôn. Mệt rồi. Kem đem lại đây con. Đem bánh lại đây. Đem lại, đem lại, đem lại. Mệt rồi. Thở rồi. Nằm dài luôn rồi. Đem bánh lại đây con. Bánh. Đưa bánh ba, đưa đưa chiếc bánh cho ba. Đưa chiếc bánh cho ba. Rồi. Chuẩn bị nha. Lại đây, lại đây. Kim ơi. Kim, biết ba làm gì con không? Đang quay phim á. Rồi, để bánh lại nè. Rồi, nằm luôn. Nằm dài luôn. Ngáp và chắc nước rồi. Rồi kết thúc. Kem đem bánh lại đây. Kết thúc video nha. Bye bye mọi người đi. Kem bye bye mọi người đi. Bye bye Kem.